gì? Em bị khô khớp. Khô khớp? Bị bao lâu rồi? Dạ mấy năm nay rồi. Ở mấy năm nay hả? Dạ. Rồi dính luôn rồi. Bây giờ bác sĩ họ kêu cưa khớp gối, em sợ quá. Ông da rắn nè. Dạ. Cái da này bị lâu chưa? Lâu rồi, từ nhỏ lớn. Từ nhỏ lớn hả? Dạ. Cái này mọi người để ý nè. Cái da ổng vậy á, mà mai mốt mà ổng uống rượu ớt thường xuyên mấy cái này nó mất hết nè. Nó hay lắm. Mấy cái vết này là nó sẽ mất hết nè. Chân ngọt thì công. Ừ, thì mà cái để ý cái này nha. Cái này rượu ớt á, mà lấy cái rượu ớt á, chấm với bông gòn á, rồi so vô đây nè, so mấy chỗ này nè, thì nó sống lại này hết nè. Rồi mấy cái chàm, cái chiếc đồ này nó ổn hết rồi nha. Rồi đấy, thấy không, đây nè, đủ thứ rồi, thấy không, đòi mồi. Cái này uống rượu ớt vô hết sạch đó rồi. Rồi nhà ở dạ, nhà em ở Thủ Đức á. Thủ Đức á. Dạ. Rồi hồi xưa á, là bắt đầu bị cái này là bao nhiêu năm rồi? Dạ em bị hồi xưa em buôn bán quán ăn á, nên khi đứng đồ nhiều. Đứng nhiều nên bây giờ thì nó bị quẹo quăng nhau một bên. Bên. Hồi sáng giờ năm. Có nghe 16-8 chưa? Ăn 16-8. Nghe rồi. Bây giờ phải ăn 16-8. Dạ. Nốt không khí. Dạ. Dạ. Còn đá thì cho mới gan với hai cái bẹn. Rồi. Còn rượu thì giờ rượu ớt, rượu nhào, rượu khóp luôn, ba thứ luôn. Yeah. Còn riêng cái rượu hồi nãy hướng dẫn đó biết rồi, riêng cái rượu ớt á, thì ban đầu á, thì uống một muỗng pha với sữa chua, sau đó tăng lên hai muỗng, tăng lên tới ba muỗng. Cái liều của ông này thì liều cao rượu ớt á, thì chú ý cái đó nha. Tức là ông cố gắng ông uống cái này với ông Trùm đã cho tôi trong vòng 2 tháng đi, trong vòng lại khám rồi chứ không vậy. Lên mạng thấy bác sĩ mà cái này ông về bữa ngon mà nhớ lấy đũa nha, bò vô chân ông. Ông em liền không sao đâu. Ở đâu? Dạ ở chợ An Đông. Chợ An Đông. Dạ. Một năm Đông... mà đi nhà dưới quê nhưng mà về ở đó kế. Ở kế đó. À. Mà quê đâu? Quê ở ngoài đường đi Đà Lạt. Phương Lâm, Phương Lâm là Phương Lâm Định Quán, dạ. Định Quán rồi. Dạ. Rồi bà sao? Nó bây giờ nó cột sống nó bị quẹo hồi nhỏ nên mất. Hôm qua nó đem cái phim rồi nó gửi. Ôi, đã nhìn thấy rõ rồi. Dạ, nó quẹo cột sống rồi giờ nó kéo xuống cái giò nãy giờ ngồi nó liệt á. Nè, bà nó bị đang... nè rồi bà bị gai nè, gai cột sống luôn nè, đang nhìn nè. Dạ. Nè. Rồi cái này là L3, L4, L4, L5, L5X1 luôn. Rồi xương nó bị dính luôn. Rồi cái chân nó bị suy giãn tĩnh mạch nữa. Ừ. Dạ. Mà uống thuốc của bác sĩ này là một tháng mấy rồi, ăn 16-8 luôn rồi, một tháng mấy rồi. Giỏi. Dạ. Rồi. Ba thứ rượu luôn. Dạ, nay giảm được 2 kg. Rồi giảm được 2 kg. Dạ, bây giờ uống chồng đá vừa rồi. Dạ có. Rồi, ăn luôn ba thứ đó. Dạ. Rồi uống ba thứ đó, rượu ớt, rượu nhào, rượu khớp. Kết quả sao? Nay nó giảm được 2 kg rồi. Mà trong người này, sao trong người bây giờ chỉ có đau cái lưng thôi, nhờ bác sĩ là kéo cho nó thẳng cái lưng cho đừng có đau thôi. Mẹ nội ơi, cái xương mà nó dính nó bị thay suy giãn tĩnh mạch nữa. Cái đó này phải uống lâu dài. Dạ uống lâu dài, uống này tháng mấy rồi, uống lấy 2 lần rượu rồi. Mà thấy ok phải không? Dạ ok. Ok phải không? Dạ. Vậy bữa nay là chỉ lên đây chỉ mong kéo. Là được kéo cái lưng ra. Dạ kéo cái lưng. Và mọi người thấy cái xương bả hai cái L4 L5 nó dính nhau rồi, hai cái bị thối quá luôn, mà giờ bác kêu kéo hết liền. Má nội ơi, rồi dứt ban khoát cho bác chết rồi, làm cho ráng tiếp nha, làm sao phải bớt thêm 5 kg nữa nha. Rồi bẻ lưng cho bà một cái. Còn 16-8 là dứt khoát phải kiên trì nha.
Giỏi. Rồi, ngon lên. Nó thôi quá khóc vui, vui bị chạm, rồi bắt được. Khóc và khóc. Đâu qua khóc. Như tê tai, bây giờ khóc. À, vậy đó. Bây giờ bóp vô coi. Có mấy ngón này bóp cái tới. À, nhìn nè, nhìn coi tay bóp nè, đưa tay lên. Bóp vậy nè, cứ nhắc nè. Mà bị lâu chưa? Cái này thì mới 2 tháng mấy thôi, hai tháng cái mấy lực này. Gì nó đau lâu rồi. Ừ. Với cái này không có nằm ở đây ngủ được thầy ơi. Vậy em? Nằm võng không à, nằm ở đây á thì phải khung xuống, chống tay chổi. Rồi nhà bà ở đâu? Nhà ở Bình Phước. Bình Phước à. Dạ. Rồi đứng dậy đi. Em ơi, giật vai nâng da, giật tay nâng vai thử coi bà ra sao. Rồi nhìn trước. Rồi. Rồi. Đứng 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 dậy đi. Rồi bây giờ dây 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 tay chút coi. Rồi bây giờ bóp tay lại coi. Có thấy có đỡ được chút nào không? Dạ chưa. Chưa gì thôi ngon rồi. Rồi bà có ở lại chữa được không hay bà phải về? Dạ được. Ờ rồi được thì đi tâm. Xa cũng không được thầy ơi, đi xa đây quẹo qua đó nó đau lưng khó chịu. Phải ngồi xuống một chút mới đi được. Bà đã bị đổ bộ hết. Bà bị thứ nhất là viêm đa khớp dạng thấp. Thứ hai là bởi bị suy giãn đến mạch chân luôn. Còn cái chuyện cột sống cổ của lưng qua bị thói quá hết rồi. Rồi cho bà chườm đá ở cái gan và hai cái bẹn, rồi uống rượu ớt, rượu nhào, rượu cốp, rồi đây mình vợt cho bà mấy ngày, cho rồi bà đi về cho ngon. Rồi ở đây Sài Gòn này ở nhà ai? Dạ có ấy, bà chị bà ở nhà trọ ăn khá. Vậy được rồi, ăn ghé đi. 4 tháng rồi, gần 4 tháng rồi. 4 tháng rồi hả? Dạ. Tức là mới bị tai biến đây 4 tháng thôi. 3 năm 4 tháng. 3 năm 4 tháng. Dạ. Nhưng mà nói được rồi lúc nào vậy? Nó được về là ở bệnh viện thì không biết nói nha, tập nó đằng 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 đó. Ừ. Chồng con kêu nó hoài đó. Nhưng mà miệng vẫn còn ngọng ngọng. Dạ đúng rồi, cái đường mò con này là nó sưng lại như là sưng sưng vậy đó, nghi sưng. Dạ trong phút đó hoài nó không hết. Hồi trước giờ là cũng vậy đó. Dạ tôi kệ nó, người ta bôm môi còn mình không bôm môi thì cũng đẹp. Rồi nhà ở đâu? Nhà con ở Đồng Tháp. Ở Đồng Tháp. Dạ. Ồ. Oh. Rồi đi với ai? Đi chồng con. Đâu chồng đâu? Ông mới đi ra con nhỏ quá, con nhỏ 10 tuổi đi ngồi tài xế quá, ngồi lộ á. À. Nấu anh đưa móng tiêu. Ồ, thằng chồng mất dịch. Bỏ vợ đi. Bỏ vợ đi đốt tiêu. Rồi. Chồng đó hả? Dạ. À. Rồi, ngồi đây đi. Nè, chồng ngồi đây. Đó. Rồi. Ở nhà hồi đó làm gì? Có nằm ruộng. Nằm ruộng? Dạ. Từ mấy tướng này nằm ruộng hả? Dạ. Trời ơi bà chắc chủ ruộng quá. Ok, tôi bấm cho cái giọng nói trước nha. Dạ. Ok. Hồi xưa làm gì đây em? Mổ bú. À mổ bú hả? Nói lại, nhà ở đâu? Nhà con ở ấp Bà Khánh, cây Yên Thế, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. À. Bây giờ nói dễ dễ chút rồi ha. Dạ, trong trong hơn chút rồi. Ờ, à, cái khá tí rồi ha. Dạ. Rồi.
Bị như vậy là bao thời gian bao lâu rồi? 3 năm, gần 4 tháng, gần 4 tháng rồi. Giờ rõ rồi hả? Giờ bắt đầu nói rõ rồi. Do cô này cổ tròn đá ở vùng gan với vùng cổ bé gái. Rồi, hai cái bẹn luôn. Rồi cho uống rượu ớt, rượu nhào, rượu khốp luôn. Sáng sau lên khám lại nha. Cái điểm do lao động á, lao động đắt nặng, nó bị L4 L5 với chân. Hai bàn chân là bị tê. Tê dạ, một năm năm nay rồi đó dạ. Rồi đi lại sao? Đi lại mà dài quá thì nó đau. Nó đau dạ, đi được 5 mét 10 mét là nó chuyển đau. Là cơ bản về xuống. Này là bây giờ thoát ra điểm gõ hai đầu gối ông thử lên coi nó có dính không. Được, tốt rồi, còn làm được nhá. Đâu Biên Hòa, ở Biên Hòa, Nga Ba Vũng Tàu, Long Bình ha. Dạ. Có ở lại chữa mấy hôm được không? Đi xe buýt ghi ông cái số xe buýt cho ông biết cho ông cách đi. Cô này có đi từ nhà cô lên đây nè. Rồi chườm đá thì cho chườm ở gan với ở cái cuộc sống lưng không? Cái này mọi cổ luôn, với cổ bé gái luôn. Nha. Rồi cho uống rượu ớt, rượu nhào, rượu cốt luôn. Cái tay, hai cái tay này, đây là bị viêm chu này. Còn hai cái tay này cứ mỏi như kiến bò. Với cái L4, L5 này. Rồi. Và còn cái hai cái đầu gối này này là nó sưng này. Vậy còn cái một năm là chích một lần. 5 triệu, 5 triệu, 10 triệu. Có một năm một lần. Nếu mà đúng đúng một năm rồi là nó đau không đi được. À, vậy là cái chân này nó phụ đêm là ngủ phi đầu không gối mà có chân. Bên này bà bị suy giãn tĩnh mạch luôn rồi. Bà mà bị suy giãn tĩnh mạch sâu luôn. Của em chắc sâu đây này. To có bữa. Nó bị tắc mạch nó vậy. Cái này là mấy đâu 4 năm rồi. Còn cái xương sống này thì em là 4 năm thì lâu rồi. Thôi quá rồi. Thôi để đi chụp hết rồi bị thấy hoa. Gõ cái đầu gối. Thôi quá rồi. Rồi tốt. Hồi nãy có hỏi ăn 16, 8 rồi biết không? Dạ em đang ăn. Ồ, được mấy ngày rồi. Nghe được tuần này từ coi của thầy là có ăn. Ráng nha. Vâng. Ráng ăn cho thầy nha. Ăn cái đó cho tại vì tốt đau rồi. Quá. Ừ. Rồi. Vậy là hai người này cùng gần nhà xóm của em. Thì em mới rủ ông này đi. Em coi ông này, ông coi. Sáng nay phải chữ chị đi đấy. Ồ, mới muốn mình đi xe buýt đi cho nó khỏe. Dạ. Cái chân của em là sưng với đi khi đêm ngủ, nghĩa là khi nào chân cũng phải muốn này. Ngồi hay là bất kỳ gì cũng phải cứ vậy. Nghĩa là nó tê, nó khó chịu cứ vậy thôi. Vậy là ông này ở đây ông chữa rồi, chị có đi chữa đi cùng được không? Dạ được. Được. Cho chị này chườm đá nóng ở gan với ở hai bẹn. Rồi thỉnh thoảng ở cuộc sống. Dạ. Rồi uống 3 thứ rượu, rượu ớt, rượu nhào, rượu cốp luôn. Rồi, con bị lệch chân lên. Đây là thấy rồi. Bèo. Đi bèo đây rồi. L4, L5 rồi, L5X1 luôn. Hồi xưa bị té hả trời vậy? Con không. Xưa làm nhiều quá, gánh vác nhiều. Nó nặng quá. Vâng. Ây da. Con bị cả bao tử, trào ngược, chân tay nó tê. Rồi bị cái này bao lâu rồi? Con bị mười mấy năm nay. Mười mấy năm nay rồi. Ây da da. Rồi. Nhà đâu? Con quê Thái Bình, nhưng mà con vào Bình Dương chơi với con. Tới Thái Bình à? Con Kiên Sương. Kiên Sương à? Rồi bây giờ vậy là vô chơi con rồi, có ở đây chữa mấy hôm được không hay là về? Để có sắp xếp chắc thứ hai tuần sau con lên. Để cũng được. Vâng. Cho ông này ông chùm đá. Mà chân tay con nó tê bút lắm.
nó ở, còn bị gian tinh mạch ở ở gan với hai ruột hai bẹn dạ. Rồi uống luôn ba thứ rượu, rượu ớt, rượu nhào, rượu khớp luôn. Nhưng mà cái quan trọng của ông là ông bị cái này rất là nặng dạ. Nó lên luôn, nó muốn trợt ra ngoài luôn. Nào đây nè, nó đẩy ra ngoài luôn. Con đi nó lệch bên. Tại vì mình đã ở đây mới để điều chỉnh lại là vậy đó. Từ sau ráng cố gắng lên. Dạ. Nha. Dạ. Mà thấy nó lên đây lên sáng thứ ba. Sáng thứ ba. Dạ, ôi, ở chiều thứ ba chú Quỳnh. Ôi nhá, là bảy. Chiều thứ hai. Thứ hai. Rồi, nằm xuống đi. Kéo cho ông cái. Làm tay. Tân Bình, Tân Bình đâu, Tân Bình gần đây mà. Tối qua cuộc sống tân lưng lò nhẹ để điểm nữa. Chụp não, não thì không lo rồi, bây giờ thấy tỉnh táo vậy là ngon rồi. Hồi trước không sao chứ giờ thì ngon rồi. Bị 4 năm rồi thầy. Nghe 4 năm bị bên nào? Bị bên phải rồi. Bên phải. À, mà nói được rồi lúc nào? Dạ, nói được sau 15 ngày từ Bình Dương trở về. Ồ, vậy dạ. Đâu sao. Và đi được từ lúc đó luôn. Giỏi. Có điều là nó tê nửa người. Nó tê buốt luôn. Bây giờ cái lòng bàn chân nữa nè. Nó tê từ ngày đó luôn. Đúng, nó tê từ ngày đó. Đi không được. Rồi. Đặc biệt là đứng là... Rồi chỉ... bây giờ có quyết định ở đây chữa mấy hôm không? Được chứ có sao đâu. Rồi, cất này đi. Dạ. Rồi cho ông đá chồm, chồm gan với hai cái bẹn. Với cổ, xuống cổ luôn. À, rồi uống ba thứ rượu luôn, rượu ớt, rượu nhờ, rượu khớp luôn, nhưng mà ráng ăn 16-8 nha. Dạ. À, cố gắng ra đó nha. Dạ. Thì ăn cơm nước gì đi rồi cái một giờ có mặt ở đây. Dạ. Nha. Quyết tâm đi. Nha. Rồi con BC ăn tính bà tối vậy. À, con BC ăn tính bà tối vậy. Đơn giản thôi. Nghe tốt rồi, còn trẻ mà đâu có gì đâu. Nhẹ nhàng có gì đâu. Nó nóng trong lòng mình chân nha. Rồi, không có gì sao đâu, cái này dễ lắm. Cái con là chỉ suy giảm tinh mạch sơ thôi à, không có gì nhiều. Nhưng mà con làm gì? Con làm công nhân. Công nhân hả? Con ngồi nhiều hay đứng nhiều? Ngồi nhiều phải không? Rồi, cho nó chồm hai cặp đá, một cặp chồm ở gan, một cặp chồm ở hai bẹn. Tối đi ngủ về làm đó. Con làm việc thì thôi chứ tối về làm đó ha. Rồi. Hả? Không, không, không cần. Này nó nhẹ lắm. Này nó đâu có gì đâu. Rồi cho nó uống rượu ớt với rượu thấp khớp. Hai cái đó nó chữa suy giãn tĩnh mạch chân. Đủ rồi. Thầy, giãn tĩnh mạch mà con chưa có đi chữa ở đâu hết cả. Chưa có làm cái gì nó ấy. Đâu có chữa làm chi, để nó về này nhìn cái chân đẹp không? Rồi, bệnh vậy bây giờ không thèm chữa đâu, coi chân bả nghe. Má con cũng bị, má à, em cũng bị luôn. Cũng bị à? Nhà coi như mấy chị em bị. Mấy chị em bị hết. À. Mà không phải má với mẹ hay gì em đâu, mà hàng xóm cũng bị nữa. Đây này gọi di chuyển má. Di chuyển á. À. Rồi. Rồi, chú ý là cái này thôi gì? Chủ yếu cái này với lại cái khớp gối thì nhiều lúc nó đau, nhiều lúc lại không đau. Nhà đâu? Nhà hóc môn. Con chừng bên này, ôi trời ơi, coi nè. Đây nó này. Không mọc móng nổi nữa nè. Nó không mọc móng nổi, vài bữa nữa. Vài bữa bà yên tâm đi. Bi này là sâu rồi. Vài bữa là nó rớt từng ngón ra. Thấy không? Không có sao đâu. Với lại thầy tối ngủ của thầy. Ừ. Khó ngủ lắm mà. Hoàn toàn là mơ không à. Ừ, mơ thấy gì? Không thấy gì. Thấy trung châu. Mơ tụt lâm khăn. Hả? Ờ vậy hả? Rồi. Cho bà hai cặp đá, một cái chồm mấy gan, cái chồm mấy bẹn. Bắt cái tay em coi. Sao có ông thầy ông bắt tay em bảo chứ nó mạch không có chạy. Làm sao thầy? Là đến nữa có thể bà bị liệt. Nói vậy đó. Đâu có liệt. Nãy tôi nói ra rụng tay rụng chân thôi chứ không có gì liệt. Rồi. Cho bà uống ba thứ rượu ớt, rượu nhào, rượu cốt. Mà thầy ơi, bao tử nữa thầy. Em bị bao tử HB nữa. HB nữa. Ở đây có rượu ớt rồi, còn đã hướng dẫn rồi. Rượu. Dạ, cho nên hôm trước là nó bị tê lắm hả? Dạ. Rồi. Sau này cô giống như em bị, nó hay bị nhức đầu chóng mặt thôi. Dạ, xong rồi uống thuốc trên bệnh viện, xong rồi nó đỡ. Đó là lâu rồi, hiện tại làm biếng không có đi. Làm biếng.
Chừng nào nó cưa chân nữa. Rồi bà này bị suy giảm mình sâu rồi, còn cái mấy con tay này có cứng không? Trước thì nó bị giờ là buổi sáng thức dậy ngủ thức dậy có mất tăng viêm đau khớp dạng thấp nữa, bà này đủ bộ rồi. Đấy. Rồi cho bà hai cặp đá, một cặp chồng gan, cặp chồng hai bẹn, rồi uống ba thứ luôn, rượu ớt, rượu nhào, rượu khớp, rồi kéo cổ ban cái đi. Hai chị em đi chung rồi là con có kiện đấy hả? Được. Hai chị em. Tuần sau. Đồng ý.